Chỉ trong vòng 18 tháng, Grab Uber đã tăng lên 50.000 xe, phá vỡ mọi quy hoạch vận tải hành khách. Đây là điều không thể chấp nhận được. Đây là nội dung trong đơn kiến nghị do Hiệp hội Taxi Hà Nội gửi các cơ quan đề nghị cho dừng khẩn cấp kế hoạch thí điểm trong tháng 9 năm 2017. Đồng thời tiến hành tổng kết đánh giá ngay các hệ lụy của kế hoạch thí điểm. Cụ thể là theo Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã cố tình không giới hạn số lượng xe tham gia thí điểm, mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết phản đối làm xe hợp đồng dưới 9 chỗ bùng nổ mất kiểm soát khi mà lượng xe thí điểm chạy cho Grab Uber tăng lên tới 50.000 xe chỉ trong vòng 18 tháng.